thần tài chỉ đường ban lộc, Đinh Mùi 1967, từ năm 58 đến 70 tuổi, tài lộc bùng nổ, tiền vàng căng két, từ nay tới già sướng như mơ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, sống trên đời đúng là chẳng có con đường nào đi tới thành công dễ dàng. Ngay cả thỏi vàng mới muốn đạt chuẩn cũng phải nhảy vào lò tu luyện dưới ánh lửa 1000 độ C và phải trải qua quá trình đúc rèn vất vả và bền bỉ thì mới có thể đánh bay tạp chất bám trên thân mình. Vậy thì cuộc đời của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được định sẵn tuổi trẻ trải qua bao gian nan, vất vả, nhưng nhờ ý chí bền bỉ, can trường mà người tuổi này vẫn thản nhiên vượt qua, khiến thần Phật cảm động trước tấm lòng son sắt như thỏi vàng mười, chân quý biết bao. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vận trình chi tiết cuộc đời, từ năm 58 tuổi tới năm 70 tuổi, giai đoạn vàng son giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn hết phần thiên hạ. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi trong video ngày hôm nay. Trước tiên, Tử Vi xin được gửi đến quý vị và các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. 2. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ 58 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện, sự nghiệp tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Đinh Mùi 1967. Theo Tử Vi, người sinh năm 1967 là tuổi con dê, năm sinh dương lịch, từ mùng 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 1 năm 1968. Mệnh thiên hà thủy, cung mệnh nam là càn kim, nữ là ly hỏa. Về chủ đạo, người mệnh thiên hà thủy có đầu óc khôn ngoan, mang tính thời sự vì hành thủy, chủ trí lực. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nên nguyên là một loại nước sạch, bởi điều đó bản mệnh đồng thời là người trang nhã, có phong cách làm việc nền nã, lịch thiệp. Nếu tu dưỡng tốt, mệnh này sẽ trở thành những người bao dung, thích làm việc thiện, thích thú trợ giúp người nào đó mà không nhất thiết được báo đáp, có thể có nhiều cống hiến to lớn cho toàn xã hội. Bản tính của nước mưa là mỏng manh nên người mệnh thiên hà thủy cũng mẫn cảm, trang nhã, giỏi chăm sóc cho chúng ta. Họ không phải là người quá năng nổ mà thường có nhiều tâm tình trong lòng. Chỉ lúc đi sâu vào tâm hồn họ, ta mới có khả năng hiểu hết được những cá nhân tuổi Đinh Mùi là người rất vững vàng, khôn ngoan, biết cách coi trọng mặt mạnh và giữ kín buông điểm yếu của bản thân. Khác với các tuổi Mùi khác, con giáp này khá mạnh mẽ, họ không dễ bị thương tích và cũng chẳng dễ thỏa hiệp người nào đó. Trong đời sống, tuổi Đinh Mùi 1967 khá năng nổ và độc đáo. Họ nhiều khả năng vươn dậy để tự vệ, chăm sóc cho bản thân. Khi bị lăng nhục, họ có khả năng thẳng thắn biểu lộ cảm xúc. Tuổi này có tính phá cách và trực giác tối ưu nhất trong các tuổi Mùi. Vì vậy, ưu điểm của họ là giỏi xử lý các sự việc nảy sinh, tìm được lối thoát hoặc các giải pháp để thế chỗ. Người quen cực kỳ thích đi đến bản mệnh để nhờ xử lý các phức tạp, bản tính hào phóng và để mắt tới nhiều cá nhân, nên tuổi Đinh Mùi luôn dồn hết tâm sức để trợ giúp chiến hữu. Tuy nhiên, con đường tình duyên của con giáp này không được suôn sẻ. Từ khi mới bắt đầu có khả năng phải đi qua những lần vừa được cố định, nếu không thì vợ chồng lạnh nhạt, bất hạnh cho lắm. Tuổi Đinh Mùi biết cách ứng xử thông minh, lại có tâm, nên họ chiếm được cảm tình của những người xung quanh. Chuyện này hỗ trợ cho cung đường thăng tiến quan chức của họ. Phái đẹp tuổi Đinh Mùi có trường đời lận đận khổ cực hơn phái mạnh Đinh Mùi. Tiền vận phải đi qua nhiều trắc trở phiền muộn, đến thời kỳ trung vận mới được sử dụng đời sống tốt đẹp và thanh thản hơn. Công danh sự nghiệp, công danh của nam mạng Đinh Mùi có nhiều may mắn, bởi đó nên công danh sớm được vững vàng. Họ sinh ra đã có số được sử dụng giàu sang phú quý, nên trường đời hiếm thấy cảnh éo le, hay vững bận chuyện đau buồn, lo lắng, vận trình,
Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch tháng 1 âm lịch. Người tuổi Mùi sinh tháng này được hưởng linh khí của đất trời, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người sinh tháng riêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Bản mệnh là người có tài, lại có ý chí nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm. Đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi sinh vào thời điểm này trong năm, tính tình hòa nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt. Mệnh chủ dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống, mệnh chủ còn được bạn bè nâng đỡ. Dường như con giáp này gặp rất nhiều điều may mắn, được thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng bởi khó khăn. Có được điều đó cũng là nhờ bản mệnh thường ngày thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người là lẽ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của con giáp này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao, thì tài năng của tuổi Mùi sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng như lập nên những thành tựu lớn. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Mùi sinh tháng này nhờ thế mà đầu óc tinh anh lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lạc, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam hay nữ mệnh, thì người tuổi Mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Tháng 4 âm lịch, người tuổi Mùi sinh vào thời điểm này trong năm có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm khi lên khi xuống, khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng. Dù có phải đối mặt với thách thức lớn thế nào, thì cũng không để nó đánh gục mình mà vẫn kiên trì phấn đấu. Nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội, nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, tuổi Mùi sinh tháng 4 em sẽ chiến thắng hết những rào cản phía trước. Họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình, với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no. Bản mệnh luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. Tháng 5 âm lịch, người tuổi Mùi sinh tháng này có ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng, có thể trở thành người đứng đầu, thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Mệnh chủ được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình. Ngày còn thơ bé, có cha mẹ anh em, tới khi lớn lên có bạn đời là hậu phương vững chắc, giúp bản mệnh không ngừng tiến bước trên con đường công danh, sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có trí, lại có quý nhân ở bên tương trợ, bản mệnh thuận lợi, đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Tháng 6 âm lịch, con giáp sinh tháng 6 âm là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh, tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Mùi sinh tháng 6 âm có nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Họ sống thanh cao, chẳng mang đến những cuộc tranh đua của cuộc đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà cuộc sống. Hôn nhân gia đình của tuổi Mùi rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Tháng 7 âm lịch, người tuổi Mùi sinh tháng 7 này thông minh, tài giỏi, có dũng, có mưu, ý chí kiên cường, có khí khái ngất trời, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần, có tinh thần kiên định, dám nghĩ,
Dám làm, đã muốn gì là bản mệnh sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Vận mệnh người tuổi Mùi sinh tháng này cho thấy, càng trải qua khó khăn gian khổ, thì bản mệnh lại càng có được nhiều thành công vang dội. Tài hoa và trí tuệ giúp cho bạn trở nên khác biệt với mọi người, có thể trở thành người lãnh đạo mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Có phúc tướng, bản mệnh được hưởng phúc trời ban, như ý cát tường, đã vượng lại càng thêm vượng. Dù nay bại, thì mai tất thành tháng 8 âm lịch. Người tuổi Mùi thông minh, nhưng phận bạc, tiền vận không được tốt cho lắm. Tổ nghiệp cha ông để lại không nhiều cũng chẳng được cha mẹ, anh em giúp đỡ là bao. May mắn là sau này ra đời có bạn bè, quý nhân tương trợ, cứu thoát bao lần khỏi cửa ải nguy nan. Sự nghiệp nhờ thế mà thuận buồm xuôi gió, bước vào trung vận, gia đạo hưng thịnh, phúc lộc có thừa. Khi đi làm, người này dễ dàng giành được vị trí mình mong muốn, được bao người ngưỡng vọng, bạn bè xung quanh chính là quý nhân. Nhờ có bạn bè mà bản mệnh nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. Điều cần chú ý nhất chính là đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cẩn thận trọng giữ mình, tránh gây thù, kết oán, cũng chớ làm những chuyện bóc đồng kèo tiểu nhân lợi dụng. Cũng may, tuổi Mùi phúc lớn mạng lớn, dù phải đối mặt với bao cửa ải nguy nan nhưng đều thuận lợi vượt qua, ý chí hơn người, tinh thần độc lập cao, liêm chính ngay thẳng, làm điều tốt ắt được trời ban phúc tháng 9 âm lịch. Vận mệnh người tuổi Mùi sinh tháng 9 âm lịch, định sẵn người này khó nương nhờ được phúc của lục thân, ra đời cũng kém may mắn, hiếm khi có quý nhân nâng đỡ, phù trợ cho vượt ải gian nan, tài năng nhưng không gặp thời nên khó thành đại nghiệp, bụng mang chí lớn, nhưng lại chẳng thể làm được những điều mình muốn. Tháng 10 âm lịch, người tuổi Mùi này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ, anh em thân thích chẳng giúp đỡ được nhiều, song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, bản mệnh gây dựng được sự nghiệp trong tay thêm quý nhân giúp đỡ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường họa lộ rộng mở vô chừng, đạt được vị thế bao người tôn kính. Tuổi Mùi sinh tháng 10 âm là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương, đường nhân duyên của con giáp này rất tốt, vượng vận quý nhân, phúc khí đủ đầy, đường qua lộ rộng mở, bản mệnh có tài về đường văn chương, khiêm nhường thanh cao, chẳng mang đến đua tranh cuộc đời, công danh sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bổng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho, hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Tháng 11 âm lịch, sinh vào tháng 11 âm lịch trong năm, tuổi, Mùi tổ nghiệp khó có thể dựa vào, cha mẹ anh em, không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng, không có điểm vượt trội, tuy có chí lớn, nhưng lại chẳng được như ý, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhưng lại chỉ có thể nghe theo ý trời, chẳng thể tự quyết định số phận của mình, tài lộc trong đời không phải không có, thậm chí còn có phần sung túc, có của ăn, của để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn nên tuổi Mùi sinh tháng 11 âm, vẫn có phần không được thỏa mãn, bất đắc chí, tinh thần bị vây khốn, cảm thấy không thuận tâm, dù những người xung quanh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, có điều số phận cũng có thể thay đổi được. Tu thân tích đức chính là cách dễ dàng nhất để cải biên số phận, làm được điều này, bản mệnh có thể đạt được những điều mình muốn. Tháng 12 âm lịch, vận mệnh người tuổi Mùi sinh vào thời điểm này có nhiều điều đáng nói. Tiền vận mọi sự khó khăn, dù cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng khó giành được thành công, bởi có nhiều điều ngăn trở phía trước, giông gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn luôn cố gắng tiến về phía trước, nên tới trung vận cuối cùng cũng rẽ mây thấy mặt trời, danh lợi song toàn, hậu vận phúc thọ đủ đầy. Chớ thấy khó khăn bùa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng không muốn tiếp tục phấn đấu, bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình phía trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, những công sức mà bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Và sau đây là những ngày sinh đại cát, vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi. Sinh năm 1967, người tuổi Mùi sinh ngày mùng 7, tính cách ôn hòa, khoan dung, nhân duyên tốt, con đường xã giao cũng thoải mái tốt đẹp, gia vận hài hòa, một đời an lạc, đặc biệt là đường tài vận dồi dào, không cần lo nghĩ cái ăn, cái mặc. Người tuổi Mùi sinh ngày 12, có chí khí,
có tài năng, là người mang mệnh lãnh đạo dẫn dắt tập thể, từ trung niên bắt đầu phát vận, thăng chức, tăng lương, gia nghiệp hưng vượng, đạt tới đỉnh cao danh vọng người tuổi Mùi sinh ngày 13, có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, một đời vinh quang, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, có thể thành nữ cường nhân. Người tuổi Mùi sinh ngày 14, có thể hưởng phúc của ông bà tổ tiên, thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, nhanh chóng thành công và đạt được tài lợi song toàn. Người tuổi Mùi sinh ngày 28, tính lực dồi dào, túc trí, đa mưu, làm việc quả quyết cương nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập tự chủ, một mình gây dựng cơ đồ, con người không ngại khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên, can trường dũng cảm. Người tuổi Mùi sinh ngày 29, một đời hưng vượng, gia vận dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường, nhưng từ trung niên có thể thành nghiệp, có thành tựu dần dần trở thành đại phú hào. Người tuổi Mùi sinh ngày 30, có thi phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nàn, theo đuổi tài lợi, chấn hưng cơ nghiệp của gia đình và treo chống cả gia tộc tiếp theo. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi 1967, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 58 tuổi tới năm 70 tuổi. Bước vào năm 2024, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi đã 58 tuổi, phần lớn đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động, nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng. Tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế, nên việc làm thêm cũng thoải mái, thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt, là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao. Dù gặp khó khăn thì mệnh chủ Đinh Mùi đều có thể giải quyết ổn thỏa. Sự nghiệp hiển vinh khi về già, mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc. Trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung, nam mạng Đinh Mùi nên hạn chế cho vay mượn, nếu có cần soạn thảo biên bản, giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Thời điểm này, mệnh chủ được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc. Con cháu trong khoảng thời gian này, đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Mệnh chủ nên thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia những hoạt động xã hội phù hợp, để cuộc sống vui vẻ, tuổi thọ gia tăng. Vào thời điểm 59 tuổi, tức năm 2025 là một năm yên bình đối với người tuổi Đinh Mùi. Sinh năm 1967, bản mệnh không gặp phải biến cố gì lớn lao, chỉ cần tập trung vào công việc của mình để giữ được mối quan hệ hòa hảo với đồng nghiệp, mọi người xung quanh. Bạn không nên để ý tới những chuyện riêng tư, nhỏ nhặt. Phương diện tài chính nhìn chung ổn định, nguồn thu đến từ công việc chính của bạn. Dù thay đổi phương thức hoạt động hay sắp xếp lại công việc cũng không ảnh hưởng quá nhiều hay khiến bạn thua lỗ. Quan hệ vợ chồng, con cái ổn định, sự thấu hiểu khiến bạn và nửa kia trở thành động lực thúc đẩy nhau vượt qua khó khăn và gặt hái thành công. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn nữa. Bước vào thời điểm từ 60 đến 65 tuổi, mệnh chủ Đinh Mùi, sinh năm 1967, đã có tuổi nên biết hài lòng với những gì mình đang có, sống chan hòa với mọi người xung quanh, không còn tranh đoạt với những người ở ngoài xã hội, vận trình tài lộc ổn định. Lương tiền tiết kiệm suốt những năm tháng còn trẻ giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái, không cần phụ thuộc vào con cái. Bạn có thể dùng khoản tiền này để chú ý chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn. Trong gia đình, bạn đặt nhiều niềm tin vào con cháu, nên không đưa ra những ý kiến ép buộc người nhà phải nghe theo. Gia đình bạn luôn đầm ấm, con cháu biết kính trên nhường dưới, nhìn chung không có gì đáng lo. Bước vào thời điểm từ 66 đến 70 tuổi, mệnh chủ Đinh Mùi 1967 đón vận khí cát lành trong năm mới. Người tuổi Đinh Mùi sẽ trải qua một năm khá yên bình, ít thay đổi hay xáo trộn trong cuộc sống. Tuổi này đương số nên nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, thi thoảng đỡ đần con cháu việc trông coi nhà cửa, không cần phải tất bật lo toan nữa. Sức khỏe bản mệnh khá ổn định, hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng, mà thi thoảng chỉ cảm mạo thông thường. Gia đạo đa phần trong ấm ngoài êm, ít xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, bầu không khí bình an xuyên suốt cả năm. Cần lưu ý là ăn uống đầy đủ, tinh thần tích cực để sức khỏe được ổn định. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967.
Đinh Mùi hợp con số nào? Nam hợp các số 6, 7, 8, nữ hợp các số 3, 4. Sinh năm 1967, Đinh Mùi hợp hướng nào? Nam mạng, hướng hợp, Tây, sinh khí, Tây Nam, Phúc Đức, Đông Bắc, Thiên Y, Tây Bắc, phục vị hướng không hợp, Nam, tuyệt mệnh, Đông, ngũ quỷ, Đông Nam, họa hại, Bắc, lục sát nữ mạng, hướng hợp, Đông, sinh khí, Bắc, Phúc Đức, Đông Nam, Thiên Y, Nam, phục vị hướng không hợp, Tây Bắc, tuyệt mệnh, Tây, ngũ quỷ, Đông Bắc, họa hại, Tây Nam, lục sát. Sinh năm 1967, Đinh Mùi hợp, tuổi nào? Nam mạng, trong làm ăn, canh thân, Quý Hợi, Giáp Tý, tuổi Kỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn và Ất Mão. Nữ mạng, trong làm ăn, Mậu Thân, canh Tuất, Giáp Dần, tuổi Kỵ, Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và canh Tý. Mỗi con giáp đều có vị thần bản mệnh thủ hộ thần của riêng mình. Với người tuổi Mùi nói chung và tuổi Đinh Mùi nói riêng, đó là Đại Nhật Như Lai. Tuổi này là người hiền lành, có tấm lòng nhân ái, bình thản trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng thực ra bất cứ ai cũng có nỗi khổ riêng, nội tâm gợn sóng, lúc nào cũng hy vọng thành công, khát vọng tình yêu, tham vọng của cải. Người này nhiệt tình, thích ỷ lại vào người khác, nhân duyên rộng rãi, cá tính mạnh nên vì cố chấp mà đưa ra quyết định sai lầm. Bản thân lại khá bi quan, nên tâm tình không mấy vui vẻ. Đại Phật Như Lai tượng trưng cho quang minh, ánh sáng của chân lý, dung hợp được tính nết của người tuổi Đinh Mùi. Đeo bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai sẽ khiến tuổi Đinh Mùi giảm thiểu tâm tính tiêu cực, tăng cường năng lực phán đoán, hạ thấp tính cố chấp. Bản mệnh Phật của người tuổi Đinh Mùi là Thánh Phật Phong Thủy, có ý nghĩa cát tường giúp bạn may mắn, tốt lành, giảm bớt xui rủi, đạt được nguyện vọng. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thần Tài Chỉ Đường Ban Lộc, Đinh Mùi 1967, từ năm 58 đến 70 tuổi, tài lộc bùng nổ, tiền vàng căng két, từ nay tới già sướng như mơ. Từ ban biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.